Anh ơi, sắp đến Tết rồi, anh hướng dẫn cho em làm mứt gừng đơn giản đi anh. Mứt gừng hả? Ok luôn em ơi. Ấy chà, hơn 2 tuần nữa thôi là đến Tết rồi. Thì hôm nay Hoshi sẽ hướng dẫn cho cả nhà làm mứt gừng ha. Đó, bình thường là cả nhà chúng ta cùng vào bếp nấu ăn, bao gồm chiên, xào, nấu, nướng, hấp các kiểu rồi. Thì hôm nay đổi gió chút, Hoshi sẽ hướng dẫn cho cả nhà làm món mứt gừng để đón Tết nha. Bước 1, cả nhà sẽ ngâm muối và rửa gừng cho sạch sẽ. Sau đó mình sẽ chia khúc và cắt lát mỏng như Hoshi đã hướng dẫn nè. Rồi mình đem đi ngâm chút nước muối các bạn ha. Gừng thì các bạn lưu ý giúp Hoshi là không có chọn gừng quá non, cũng đừng có quá già, trẻ trẻ như Hoshi là được nè ha. Ok, tới bước 2, sau khi đã ngâm khoảng 5-10 phút thì cả nhà sẽ rửa sạch gừng qua nước khoảng 2-3 lần như thế này. Đó, nhìn sạch sẽ ngon lành cành đào rồi ha. Sau đó mình sẽ cho vào nồi luộc khoảng 10 phút. Sau khi đã luộc xong 10 phút rồi, cả nhà sẽ vớt hết gừng ra nha. Vớt hết gừng ra xong, tiếp tục cả nhà sẽ thay nước lần thứ 2. Lần thứ 2 thì cả nhà sẽ cho vào nồi là nửa muỗng muối, cùng với đó là một vài lát chanh. Các bạn sẽ vắt hết nước cốt rồi thả luôn vỏ chanh vào bên trong. Mình sẽ cho thêm 2-3 lát nữa nha. Tại vì muốn mứt gừng ngon, cả nhà phải sơ chế theo cách như Hoshi hướng dẫn nha. Chứ không là cái mứt gừng của mình sẽ bị đen, bị cay, bị xấu mà không ngon nữa nha. Xong, Hoshi đã luộc xong khoảng hơn 10 phút rồi nè. Bây giờ mình sẽ vớt hết ra và cho vào tô nước đá ngâm cả nhà nha. Đó, thấy màu gừng vàng đẹp tự nhiên ghê không? Ngâm xong rồi thì cả nhà sẽ tới bước 3. Hoshi sẽ cân 250g gừng và 170g đường. Cái phần định lượng này cũng khá là quan trọng. Cả nhà phải làm đúng theo công thức Hoshi hướng dẫn nha. Mình sẽ trộn đều gừng với đường lên, rồi sau đó ráp màng bọc thực phẩm lại và sau đó ngâm 6 tiếng cho Hoshi nha. Thí dụ mà cả nhà bận á thì buổi chiều mình làm sẵn, sau đó cất tủ lạnh, rồi sáng mai hay là buổi trưa gì đó mình lấy ra mình chế biến nha. Đây là cái phần gừng mà Hoshi đã ngâm trước trong tủ lạnh hơn 10 tiếng rồi nè. Cho nên là bây giờ mình sẽ tới bước 3, cho gừng vào chảo sên nha. Sên gừng thì từ 3-5 phút đầu, cả nhà sẽ cứ để lửa lớn như thế này ha. Đó, ok, mình sên đều tay khoảng 5 phút rồi, cả nhà sẽ hạ lửa nhỏ như vậy, rồi tiếp tục sên thêm khoảng 10-12 phút nữa, đến khi mà nó sệt sệt lại như thế này nè thì cả nhà sẽ bắt đầu tắt lửa ha. Đó, vậy là xong. Bây giờ bắt đầu cả nhà sẽ sên đều tay mà không cần lửa cho Hoshi nha. Tại vì lúc này á, đường đã khô đặc lại rồi, mà khi không gặp độ nóng nữa thì đường sẽ bắt đầu khô lại. Còn ai thích ăn mứt gừng đen á thì khỏi tắt lửa. Bước 4, cả nhà sẽ làm nóng lò chiên không dầu lên trước khoảng 3-5 phút. Sau khi làm nóng lò chiên xong rồi, mình sẽ lấy ra và cho tất cả mứt gừng vào trong sấy khô hơn chút để cho mứt gừng nhanh khô hơn và bảo quản được lâu hơn cả nhà nha. Hoshi sẽ rải hết đường vào đây luôn. Nồi sẽ thông báo đảo thức ăn cho không bị cháy và tiết kiệm thời gian reset lại nồi. Ok rồi nè. Bây giờ Hoshi sẽ đảo mứt gừng lại nha. Đảo đều xong rồi thì mình sẽ cho vào lò sấy tiếp những phút tiếp theo. Đó, chỉ cần Hoshi cho nồi vào trong là tự chạy nửa thời gian còn lại luôn. Xong, cuối cùng thì đã hoàn thành các bước làm mứt gừng để ăn Tết rồi. Bây giờ các bạn sẽ tới bước 5. Cho hết mứt gừng và đường ra chảo, tiếp tục mình sẽ xóc và lắc sao cho đều lên. Và cuối cùng là cho ra đĩa mời khách thưởng thức cùng thôi. Bây giờ Hoshi sẽ gấp gừng lên một cái đĩa thiệt là đẹp và trang trí cho cả nhà xem nè. Đó, rắc lên miếng đường nữa cho đẹp nữa là xong. Quá chi là đơn giản luôn phải không? Bây giờ mình sẽ bẻ thử ra miếng và thưởng thức cho cả nhà xem ha. Wow, khá là dẻo và thơm ngon luôn nha. Anh chàng nào mà năm nay tự nhiên xuống bếp làm mứt gừng cho vợ ăn Tết á là rất chi là được lòng vợ luôn đó nha. Bây giờ Hoshi sẽ thử miếng coi. Ngon quá. Ok, chúc các bạn thành công nha. Toàn bộ công thức và cách làm Hoshi để hết ở đây cho cả nhà nha.